bây giờ là 21:35. Nhiệt độ bên ngoài vào khoảng 30 độ C. Vị trí an toàn, quý khách vui lòng vẫn ngồi yên tại ghế, ca sĩ an toàn cho đến khi máy bay dừng hẳn và tín hiệu cần an toàn phía trên được tắt đi. Lưu ý không sử dụng điện thoại di động trong lúc này. Thay mặt hàng không Vietjet, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách và mong rằng sẽ được gặp lại.